Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, không biết là các bác còn nhớ hoàn cảnh của hai bà cháu không các bác? Hôm nay thì cháu được lên trên gần nhà của hoàn cảnh hai bà cháu ấy, thì bà cũng tiện thể là đi vào thăm hoàn cảnh hai bà cháu để mà ghi hình một cái thước phim cho tất cả cô chú anh chị cũng biết, và đặc biệt là Mạnh Thường Quân thời gian vừa qua đã giúp đỡ cho hai bà cháu có ngôi nhà mới. Ở đây thì về cái hoàn cảnh hai bà cháu này thì cũng khá lâu rồi, cháu Lực xin được phép là tóm tắt lại qua một chút của bác nhé. Trước đây thì cháu Lực có vào chia sẻ thì hoàn cảnh của hai bà cháu ấy thì có thêm là cả em Cương với lại cả bà nữa. Em Cương thì bố thì đã bỏ đi từ rất là lâu rồi, và mẹ cũng thế, đâu đó là được tầm hơn là mười mấy năm hay sao đấy cô bác ạ. Và đồng thời thì cũng để lại một khoản là ngân hàng cho Cương khá là lớn. Và thời gian cho Lực lên chia sẻ thì cũng được là một số các bác yêu quý có gửi những tấm lòng vàng để cho Lực là gây dựng một cái khoản là kinh phí cũng như là tiền quỹ để giúp đỡ cho hai bà cháu. Thì hai bà cháu thì hiện tại thì cũng đã có cái ngôi nhà mà thôi cô bác. Và ở đây thì cũng một phần cũng là Mạnh Thường Quân khán giả trên kênh, còn là một phần thì là bên chính quyền người ta có giúp đỡ. Đấy, và cùng cháu Lực là kết hợp lại là hoàn thiện nhà cho hai bà cháu của bác. Này, còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video của bác nhé, cùng cháu Lực đi vào thăm một cái hoàn cảnh sau khi mà được các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là quan tâm tới, thì tới thời điểm hiện tại thì cuộc sống sẽ như thế nào rồi. Thế hầu như là về cái hoàn cảnh của hai bà cháu thì được các bác là yêu quý là giúp đỡ về một ngôi nhà là nhiều thôi. Còn như em Cương thì hiện tại là cháu Lực cũng đã biết thông tin rằng là em ấy đã đi làm thuê là ở dưới Hà Nội thôi các bác. Hôm nào? Ờ, nay thêm giờ nào đâu? Ờ, giờ nào? Nào phải lấy bài hỏi nhà mới nào. Có ma gì đã dù ta nào? Ờ. Nay cả bề đường ấy. Nay bố mi điện thoại đấy. Bố mi là mấy đó, anh chỉ điện thoại à? Ờ. Vừa rồi hỏi bác của Cương thì nói rằng là bà thì hiện tại là đang không ở nhà có bác. Lần nãy còn khâu nào mà nó tầm án rồi? Khóa thủ ra này chứ? Ở trước mặt các bác là hai cái thửa ruộng khá là to. Thửa ruộng này là của nhà em Cương của bác ạ. Có những chỗ thì chín thì đã gạt là xong rồi. Còn có những chỗ thì chưa gạt của bác. Chắc là phần này là chưa được chín sao ấy. Ảo có gì nhé, ảo trai ạ? À, bây giờ đó này. Ờ. Tiếp bây giờ tìm mua. Ừ. À, thế quán nào? Tôi đang tìm má tôi vui muốn nào. À, nó. Vui. Ôi, hộp bán rơi nào. Bác gặp là bác của Cương, cô bác ạ. Cương, cầm hộp căng đường ấy, tầm á. À, đường, hộp căng đường ấy nào. À. Tức là Cương là lại đi làm thuê được là hơn là một tháng rồi các bác ạ. Ôi, đây thì bắt là ngày nay rồi nè. Nhà bà thì có ba con vịt này các bác này. Kia thì có một con là vịt bầu. Đây, cũng thêm là hai con ngan nữa. Khẩu lăng áo nó bắn hòn rồi nè. Lăng Cương có hòn cắt xuống ra nữa chứ mấy. Lăng Cương hòn cắt xuống ra nữa chứ mấy. Này thì nhà lăng ảo á. Cũng sau một thời gian thì thấy là những cái màu gỗ này các bác này. Trước kia thì không có sơn đấy, nhưng mà bây giờ là một thời gian lâu quá thì cũng bắt đầu là chuyển sang cái màu là nhạt nhạt một chút rồi. Trước thì là một cái màu rất là đẹp. Ở dưới nhà thì thấy là Cương cũng đi làm thuê về, xong lại
tự đi mua gạch, gạch bi về các bác để mà xay, tránh là cái trường hợp là nước nó bị tràn vào trong. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là có một cái tổ ong này các bác này, tổ ong mật này. Ui. Hầu như là cái tổ ong mật này các bác nhá, là làm chắc là tổ này là của nhà Cương ấy, hoặc là Cương đi rừng gặp ấy, xong là lấy con ong chúa về, lấy con ong chúa về xong là để mà nuôi cô bác ạ. Đấy, nhưng mà nó ăn là hoàn toàn là nó tự đi kiếm tự nhiên về đâu bác, cô bác nhá, không có gọi là có một tí cho ăn gì cả. Cho được đang thấy là có một cái con ong đỏ đỏ của bác này về. Thôi chắc là về nó về lấy mật hay sao ấy. Đây, một cái ngôi nhà sàn, một ngôi nhà sàn gỗ rất là nổi trội và rất là đẹp các bác ạ. Những cái ngày đầu mà cháu Lực lên chia sẻ thì các bác cũng đã nhìn thấy được rằng là cái ngôi nhà của Cương là phải nói là rất là xuống cấp các bác ạ. Những cái hôm nào mà trời mưa gió báo là không có dám ở trong nhà đâu. Đấy thì được khi mà được bên chính quyền xã quan tâm tới, cũng như là kênh Mạnh Thường Quân ở trên kênh Bản Em, thì cũng đã có một cái ngôi nhà đẹp đẽ và khang trang để ở rồi các bác. Ngôi nhà này thì nó sẽ không có gọi như là được lâu năm hơn cái ngôi nhà xây, thế nhưng mà sau độ tầm là cái tuổi thọ của nó thì cũng rất là lâu các bác. Đấy, có thể là được tầm độ 3 đến 40 năm. Đến lúc đấy thì Cường thì cũng có thể là lập gia đình và em cũng biết về phát triển kinh tế để mà dựng cho mình một ngôi nhà mới. Bây giờ thì em mới đi làm thuê ở xa thì cũng yên tâm một cái phần nào đấy rồi. Yên tâm rằng là trong những ngày mà mưa gió báo đấy, không có nghĩ rằng là bà sẽ phải chạy trốn đi ra ngoài khác để mà ở nữa. Bà thì hiện tại là bác của Cường thì đang hỏi là không biết là đi đâu. Ở bán mà nãy thằng nãy này chưa chứng được tủ lá bên nãy à. Tết này tết là nãy em tết này nọ. Tết này phong đi xa hơi nội tết nhỉ. Đây là cái tách này là của bác này, tách này là thuộc diện là hộ nghèo trong thôn thì là được. Thấy là cái sạp phơi phơi thóc phơi ngô này thì cũng chắc là bà làm hay sao. Này cưa hót ra tẩm nái hót rồi. Còn lán mã đường mi đâu bây giờ nó. Rồi bên này thì không biết là bà có nuôi nhiều lợn không. Ấy làng Cương với tí má mới nổ. Sao bên này thì không biết là bà có nuôi nhiều lợn không. Ui, nuôi hai con khá là to của bác ạ. Trong chuồng thì hơi vệ sinh, hơi bẩn một chút cho nên là cháu Lực không có ghi hình vào. Ôi, mới xuống túi vai á, con đấy à. Thế là cháu thì có hai con rồi. Ô, cô bác ạ. Ôi, bài mẹ cháu tư bóng à ơi. Em vui màu mấy. Ở kia có một cái túi bóng này của bác này, đang bảo với bác của Cương là chắc phải bảo là đi nhặt ra chứ không là tí trâu ăn thì không túi bóng phải ăn mà, đeo đi. Tí vai chín cho đi, mà ăn luôn. Ồ, tí tư còn lứa này à? Ừ, tí tư còn lứa, nên cú, nên hơi cưa, khai viên cái chế nó cú, nên nhìn nhìn hồng. Đấy, còn là tí tư, còn lứa đây, tập pu cái đấy. Tập pu suốt chiều. Đấy là có trâu, con trâu to đấy các bác, con trâu to ấy, xong là mang đi đổi, mang đi đổi xong là gác lại thêm là 6 triệu nữa thì mới được là hai con này, nhưng mà vẫn chưa có đủ tiền để mà giả. Rồi dưới sàn nhà của bà thì có vẻ như là bà để rất là nhiều những cái đồ đạc của bác ạ. Có những cái thì là cái cột mà trước còn bị còn dư ra ấy. Ồ, lần nãy hồi nhà lái luôn nãy à? Bà Cương là có thêm là một một người như là bác của Cương hay sao các bác? Bác hay là đi chơi con áo rồi con càng nổ. Thế là con của anh. Đấy, con của anh là của bà của Cương ấy.
Này bà ngon, này bà ngon lâu không? Rồi, những cái thùng này là thùng bà để mà nấu rượu của bác ạ. Nấu rượu xong là dùng cám. Ô, từ này mới lưng một cuối à? Hả? Quỳnh Thiên Pai nhá. Đó. Dưới đây có một cái buồng chuối chín rồi của bác này. Nhưng mà chưa thấy là chặt cả. Chuối chín ở trên cây thì nếu mà để ăn là rất là ngon. Này không biết là dưới xuôi các bác là có trồng cái loại cái cây củ này không bác này. Ở đây thì là cái cây củ mà trồng phải nói là khá là lâu năm, nhưng mà nó thuộc dạng như kiểu là cái củ như kiểu củ mài ấy các bác ạ. Đấy. Thuộc dạng như kiểu là cái củ mài ăn ra nó để mà hâm với xương ăn rất là ngon. Ra bên này thì thấy là cái quả có một cây quả ổi này các bác này. Ở đây thì hình như là chắc là không có trẻ con mấy cho nên là vẫn còn này. Thấy là cây ổi rất là nhiều. Ôi, cây này cái quả cái chùm mà của cái cây ổi này của bác này nó đang bị cái quả này nặng quá nên ra là bị trùng hết cả cái quả cây này, cây này. Đang hái được cái này thêm một cái quả. Ôi, này thì nó bị gáy rồi của bác ạ. Thành ra là nó bị quả nó bị vàng. Ấy à, dưới đây cũng có thêm một quả nữa của bác. Rất là to. Không biết ở dưới xuôi là các bác có cái cây quả sổ này không bác này. Cho Lực sẽ đi vào và cho các bác xem là cái cây quả sổ này. Hiện tại thì phần là dưới chân cho Lực đi thì nó đang nhiều chất thải của trâu quá. Đi xoay vào thì các bác là nó hơi bẩn. Không biết là dưới xuôi các bác có cái quả sổ không các bác này. Trên cho Lực thì cái quả sổ này ăn ăn nó hơi bị chua chua ngọt một chút. Rất là khó tả. Đợi bà vào thì sẽ đi vào trong nhà. Trước kia thì làm một cái cột này của bác này, có những cột thì là tận dụng lại cái cột là mới, còn là những cột thì là những cái có những cột thì tận dụng lại những cột cũ, còn có những cột thì là đi mua cái cột mới về để mà làm lại. Đây, phần là dưới này thì cũng sợ rằng là có nước đấy các bác, sợ rằng là cái nước nó bị không phải là nước mà nó bị mọt đấy các bác, nó bị con mọt, nó con kiến ấy, nó bu vào ấy, cho nên là làm một cái cục xi này lên để mà đậy, lên để mà che lên. Cái cột này tất cả là hình như là có 40 mấy cột đấy các bác, có rất là nhiều cột. Vậy hầu như là ở phía là xung quanh nhà thì cũng đã cũng được là Cương đi làm thuê về xong là lấy tiền để mà xây dựng thành một cái hàng rào chắn lên hết rồi cô bác. Bên này thì có vẻ như là cái chuồng trâu này. Trên này thì bây giờ chắc là không có ai ở nữa rồi cô bác, thế này ấy. Để dự trữ là toàn rơm thôi. Toàn là rơm là nhiều cả. Bên này thì có vẻ như là có một cái tấm ảnh này. Đấy. Ở đây là cái cặp của Cương các bác. Trước mua về cho Cương là đựng điện thoại này. Thế là vẫn còn chưa có bóc tem đâu này. Đây là có một cái tấm ảnh là chắc là bố mẹ của em Cương, thêm là cả một người em của Cương nữa. Một người em hay là một người anh không biết các bác. Thế chắc là có rất là lâu rồi. Cháu còn nhớ là cái điện thoại này có bác này, cái điện thoại này thì là được là bác xin đi lê là dành tặng đây, nhưng mà bây giờ điện thoại thì các gửi cho em Cương rồi, còn đây là cái hộp của nó. Hay cũng bảo Cương là cái hộp thì cất gọn đi đấy, nhưng mà có gì thì còn đổi, nhưng mà được hơn 1 năm rồi có bác. Ủa đây quả bi to quá, vì để mà hâm vào xương thì đúng là ngọt lịm luôn. Ở đây thì có một cái đèn dầu nữa này cô bác này. Và cái đèn dầu này thì hồi cháu Đức còn là nhỏ thì ở nhà là cũng còn dùng đến. Nhà là còn dùng đến cái đèn dầu này, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì hầu như là ở nhà nào cũng không có dùng đến đèn dầu nữa. Tại vì là bây giờ cái xã hội nó phát triển là nhiều, thành ra là cái phần điện nước, cho nên là người ta bên chính quyền, bên nhà nước người ta cũng đẩy mạnh lên.
Tuy nhiên thì là hầu như là bà con trên vùng cao đây có những nhà thì còn chưa có điện đâu các bác ạ. Mình có vẻ đây nhỉ. Về nhà thấy bảo Cương về. Giờ mai nãy bà nào? Quê riêng khẩu. Ồ, quê riêng á? Tin à, thế bà là đang đi trả công của bác ạ. Hay tranh thủ là cho lực lên thì bà là hãy lên một chút. Nó Cương, bà lá có rút điện rồi Cương ạ. Thế đang mặt thẳng Bắc Hà đây. À. Ở bên này, ở bên này. Có má gì với đó này? Có má gì có thầy. Ờ. Chung mắt đây này cháu chê cháu ấy bộ bảy đi à này thời gian còn chưa cái đây nhà thì bây giờ đổi lên một cái thành cái màu như kiểu màu vàng rồi cô bác ạ, màu vàng nhìn trông khá là đẹp cô bác, như kiểu sơn vào nhưng mà thực chất là chưa sơn đâu. Cương tao mặt lên hòn khẩu ra nãy Cương nếu chủ ăn xé vai nào không ăn còn hết tràn nói mà luôn. Ồ, cái hốc đây ăn xe này lên bụng đây, không có gửi mà chiếu đây, ông không lái ngắn hàng ăn cơm thôi. Ồ. Cái này cũng nhé, ăn cơm có trông hoa không mà nhé. Đây là, vừa rồi thì bà có chia sẻ với cháu Lực rằng là Cương thì ngày mai là sẽ về các bác ạ. Ngày mai thì Cương sẽ về nhà và hôm trước thì cũng có gửi cho bà là 1 triệu nộp tiền lãi ngân hàng. Tí lãi ngân hàng là nay là một gửi nó đấy. Vâng. Buồn nay nay là một bôi nào đó. Ô cụ bảo bôi sắc số. Ồ. Bảo bôi lụ, đừng ăn còn các chú bôi cơm chiếu nào cái bãi cặp biển cái xuống chiều nhỉ. Ồ. Năm vụ muộn năm trước thì cũng còn là khá là nhiều bao thóc của bác ạ, đâu đó là tầm độ 10 mấy bao nữa. Cảm ơn bà đi xa hơn. Có tàu tim về tiệt chiều chứ tu dây ăn dưng có tàu xứ lấy dây hồn nó có giúp thổ nhưng thôi ở trong thời gian là dùng thì thật sự ra một cái ngôi nhà sàn đấy các bác, nó không có cái bếp lửa trong nhà thì nhìn nó rất là lạnh lẽo, cho nên là vẫn tiếp tục là để thêm là cái bếp củi thế này các bác. Nhà sàn thì vẫn còn là rất là mới của bác ạ. Có má gì phải ta bóng hoàn khâu tiết đó phải làm ta phải làm áo chưa rồi này. Này. Ờ. Nên bằng áo mà mơ má này đi. Có chỗ ạ, mòn. À đưa bà một lần nái báo này. Đấy, đi làm cái lái cương dân này, đúng điện được cương này, cương đang mặt thằng Bắc Hà này. Chê đến sốt thật bà gì à? Anh xe ở bên đằng hải qua anh xe đồng phải lưu nó ba cái hải xuống chiều thím này nàng mà có khai riêng nhà nãy à nó thế ăn còn nó mổ bọc có chắc nó mổ vai nào thứ rước con hót không mổ mi gửi mà chiếu các tàu củ hót nó mổ hồn để cơ khai riêng vẫn gửi trên bên nãy gì ra hai này chưa đầy chắc ý ở đây để bên đây đi có vẫn gửi mà trên nào à nên bắn cái tàu gửi mà xuống chiều vậy à thế là Cương là đi làm là vẫn hàng tháng là đều là vẫn gửi cho bà cô bác ạ. À, không ít thì nhiều là vẫn là 1 triệu nhưng không biết là Cương có tiết kiệm được nhiều không, bởi vì là đi làm này thì cũng một phần là sợ rất là sợ là Cương là bị lừa nữa. Cương là năm nay cũng được Cương tí nữa để cờ nó Cương nào nói nào tiếp cờ tí nữa tiếp chết tí Cương thì năm nay mới 17 tuổi thôi mà hiện tại thì hai bà cháu vẫn còn đang nợ thêm là ngân hàng này, khoản ngân hàng là 25 triệu của bác ạ. Đấy, hàng tháng thì Cương là đi làm xong rồi lấy tiền để mà đóng lái rồi. Này lên thì cũng có mua cho bà là một thùng mì tôm. Đấy, bà cháu Lực cũng trích tiền của bác Kim Hoàng ra để mà mua của bác ạ. Để lên cái video sau thì cháu Lực sẽ nói là cái tiền quý của bà của bác Kim Hoàng là sẽ còn là bao nhiêu của bác nhá. Lần nãy còn khâu đi lại bà nãy. Nó còn cái thùng nữa. Cáo lụ tiền trường trường nữa chứ đây. Để tiếp lại tay ấy. À, cái pa chip hòn nữa đấy cái pa. Ừ, cái chú hòn nó cái cầu nó sẽ tay ấy. Hả? Mà trong dân đâu đây khó sản đấy, tao điện yếu nên nâng tấu pin có cái gì mà tao dù ấy. Cái nó của mấy tấu ấy.
Là vừa rồi bà có chia sẻ với cháu được rằng là cái phần thóc cú đấy của bác là còn tầm độ 5 bao này, còn lại là hôm nọ là vừa gặt ở trên kia là được 10 bao đấy, nhưng mà thấy bảo là năm nay là thóc của bà là không có được nhiều quá. Nào nó chưa ngon ảo Ừ. nhiêm muốn tao tao phải có tàu không mấy cô này tao gửi mà có chiều nó thẻng nào mà mi Nhưng mà gửi má. ông mê mà lộ cứ luôn phải rồi lắng hay đó vừa đeo nái Ờ. thẻng vào vào hôm đây nào này Đây bằng là mà còn ở đây có cụ phóng biển mấy cô học tập Ờ. biển cho tao làm rồi đó mày mau hốt liệu cho phụng chiều đây là gửi mà có chiều này nào chắc cứ luôn phải chắc mùa mong nái chắc đây cái chơi thái à nó có xào mơ mới cả Đây lá chắc là thái của nó ăn dân nó chỗ đây nó hay ở đây hơi có đấy chỗ ngủ của em Cương của bác ạ. Đấy, nhưng mà Cương thì mỗi lần về là em ấy giải đệm là ngủ ở đây thôi, chứ không chứ chưa có cái giường nào cả. Bà thì là ngủ ở phía bên kia. Còn là thời gian này thì có thêm là một coi như là em gái, con gái của bác của bà. Hoặc là em hoặc là nãy bữa tôi khỏi nãy thôi lên bữa 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 nào bữa chín nào bữa chín nào nhưng làm mà nhưng ai cháu mà chịu bộ à láng ấy bữa chín thì giảm nó mang nào. Đấy, bà thì thôi định số mối là các tao cũng thắng bộ à rồi nãy bộ à bữa chín nào để hóc thắt chín bộ à năm nãy bộ bữa rồi chín nào bữa chín nào 95 mới giảm đấy. Bà thì định là cắm cơm của bác ăn cơm đấy, nhưng mà cháu Lực bảo là ra đây thăm bà với lại Cương một chút thôi, uống nước thôi là được rồi. Bây giờ thì yên tâm nếu bác ngủ ấy. Trên này thì toàn là pro mới, chưa có cái nào mà bị rột cả. Ôi mi vũ trùng xảo lại bằng nãy nọ. Nếu đây cả thằng này nãy, chúc nữa nha. vẫn chung ấy chỉ sang nào tôi đã có tình huống điểm À thế là trên kia là bà là phơi lạc của bác, sợ là chuột đang ăn đấy. chụp hát thôi kể đi sát tao thì chiều các thứ lại luôn đàm nào tao liền nghiệp xuống chiều tao về ô ăn mấy buồn khu về lấy thế đang cũng khai riêng còn phôi chứ nãy vậy lạc mà tôi có thọc phải à Mấy con khu bé ăn mấy sắt khẩu à, thế bụi là Cường là đi mua thêm là cái máy nền nền bột cho lợn đúng không á. Cái Cường thì đi làm thì hầu như là mua khá là nhiều cái đồ đạc đồ dùng đúng không á. Đấy, và thấy là em cũng biết là cùng với lại bà là lấy cháu Đực để mà đổi thêm là hai con trâu nhỏ nữa. Có thể là sau này khoản ngân hàng thì hai bà cháu sẽ dùng cái đấy, nhưng mà trước mắt thì Cương vẫn phải đi làm thuê để mà đi kiếm tiền, xong là lấy tiền nộp lãi ngân hàng một tháng thì cũng đâu đó là nộp là hết 300 mấy nghìn thôi bác. Đây bà thì ở nhà thì chúng chỉ biết là làm những cái việc xung quanh nhà thôi, chứ còn là để mà kiếm được tiền thì bà là không có làm được nữa rồi. trên cái bụng mắt dây sửa nếu sửa còn hơi thương của nó sửa thôi bẹt phọc nhỉ thì mấy cú tao cù hoa tạc việc mà nó hơi gầy mắc ca cày ổ hót nên thằng nên gầy có nào cái xào và nó bổ ra một con đó đi thải hơi à thải có thải à thải sẽ tháo một gầy mà không có hót đi à nghe mất tốt tí lấy cái bổ luôn một cú Cương hôm nay cơm cốc phải ra bên đấy Cương này. mất Cương à, cảm ơn tạc cơm ăn đấy. hát một ngàn mà lấy cặp rốn bắt là bà Ờ. thấy tàu mắt thằng tê đến chuyện lấy cái tàu rốn hợp bác cái thằng tài thì ra nên bà hát con nào cũng cuốn ấy lắm nào Ờ. cuốn ấy cơ với cháu trong ma đấy thằng má chẳng là Đấy. tiền này có hát tuồn xéo thằng chuyện tây chứ đèn xéo rồi nay à có chút bảy à lấy có gửi về mong gửi hát cả nhảy lúc mù hồn cho lái ngân hàng chi à nên nào cũng cuốn ăn cơm với cháu Ờ. ma xin đấy Nên là Cương là vừa bảo với bà là đi làm đến tiết dương của bác là mua được là bảo là tiết kiệm mua một con xe để mà đi lại đấy, nhưng mà em Cương tính thì lại không bằng là không được cô bác ạ. Thế là Cương là hiện tại là đang đang về rồi, là về đến đâu đó là Lào Cai cô bác. Thì Lào Cai không biết là tối nay là ai đi xuống đón Cương nữa, không không thấy Cương điện điện gì cả. Cũng lâu lắm rồi là chưa có nói chuyện với lại là em Cương.
Đấy, lên thì nhìn bà là vẫn còn rất là khỏe mạnh như thế thì rất là vui vẻ thôi. Nãy chỉ đưa nhà bên này à? Ừ, điện với phong có điện làm phong bạn phải thông khó trong điện À, liệu bỏ tổng. lá mà chín rồi. Bà thì cứ bảo là nấu cơm để ăn cơm đúng không? Nhưng mà tôi là cũng vừa mới từ dưới nhà lên thôi. Ừ. Này có cả cái nai này à? Ờ. À. Thái liệu cái phân phúc cái trái màu màu luôn là cái máy tùy cái nó cầm ở phù của nên bỏ hơi có máy điện hết có Ừ. cái thanh chất thơ phù hết. Đấy là bà là dùng cái này về để cô bác này, cái này thì theo như lời bà kể rằng là dùng cái này máy nữa để mà bà dệt thành tấm chiếu ấy, để là cho cái người mà khuất đấy cô bác này, sau này nếu mà nó có bị phân hủy thì nó sẽ phân hủy nó rất là nhanh, còn là như dạng mình mua ở ngoài chợ về thì nó không nó phân nó có nhựa ấy, nó khóa phân hủy cho nên là không 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 thể dùng cái loại đấy được. Nèo khái như thế này nè, không khái như thế. Ừ, mà lấy cái cút chỉ phơ Đó. phơ thái cái phơ cho Đó. chắc tốt hết chứ À, có à, một cái khoảng sân để mà phơi thóc phơi ngô rất là rộng các bác. Giáp bên này là nhà của bác em Cương, cho nên là Cương thì đi làm cũng thoải mái hơn một chút của bác. Ví dụ như bà có ốm đau gì thì Cương chỉ có gửi tiền về thôi, còn chuyện còn lại thì bác thì sẽ giúp đỡ cho Cương để mà đưa bà đi bằng bệnh viện chẳng hạn. Ở trên này thì cũng có khá là nhiều hộ dân sinh sống của bác ạ. Tôn này thì pro này thì cũng mới lập thôi cho nên là nó không đen, nhưng mà sẽ sau này lâu về tầm độ 2 3 năm thì nó sẽ đen như này này các bác này. Đây thấy là bà là phơi chuối. Chuối này chắc là bà phơi xong là mấy nữa để làm mà bánh chuối sao quá. Ai bà có khá là nhiều chuối này. Cháu được thử xin phép các bác là ăn một quả xem nào. Quên điếng như bên này. Nó chưa được chưa được chín mấy của bác ạ. Trong lói trong nó vẫn còn hơi sượng sượng. Gỗ thì ngày một là nổi lên bóng loáng các bác này. Gỗ xoan cái cây gỗ sao mộc này thì là nó rất là thơm các bác. Ấy cả cái quả nào bé thử lắp lắp cả giúp tôi hót nó nái nổ. Ơi này bỏ này bỏ 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 khẩu này bỏ nó là cái chim này nè. Bỏ này, bỏ 95 rồi à? Không mà. Bỏ Không, 95 rồi này. xíu đi. Bỏ 95 rồi này, bỏ 9 không à? Láng chứ nhà chị đâu. Bà thì Tâm khổ gì mà chứ. bà, này. Bà thì cứ bảo là nấu cơm đấy không á. Lên trên nhà bà thì chỉ uống nước thôi cô bác. Vừa rồi thì bà cứ bảo là nấu cơm đấy nhưng mà không nấu nữa, tại vì một tí nữa bà còn đi trả công nữa cô bác. Lên và thăm bà một chút thôi, 95 rồi này. Nên là bà nói cho tao thấy bóng mày. Bốn xây mắt nó tiến ra mặc cho bối chứ bốn xây Bà nói thấy đằng tiên đằng câu tên đấy bà nè. bạn chờ tì mơ năng xem sang giang tì bóng nó gần Ồ. xây ở nơi phố hồn mừng ta Ồ, ồ. bạn nâng xây đi nâng tôi giúp đây lì ngân hàng sẽ yếu đây Ngàn có một ngàn đấy, răng ngân. Chờ tuần này đi giúp đề sắc ý ní thì nó hốt cả mạng cậu này thì bảy thoáng hốt thì tụ anh xéo cả đời chứ giờ ở cương Lấy cặp túi ở tàu má đấy. nào đấy chủ trì chủ văn nghe tiếng thật tê tấu chuyện tây chứ mà mày nợ cuốn Ồ. ấy
mấy bún mà nào bún bún nhỉ. Viêu căng tại liên tương bún mà nào nọ. Với phải Thế bún mà là nào đấy. Cương là đang làm ở dưới kia này, cô bác này thì bạn bè thì không về hết rồi đấy, thành ra là một mình Cương thì Cương cũng không có làm nữa, và Cương thì đã quay trở lại và về rồi, nhưng mà hiện tại là chưa về tới nhà của bác. Cương thì có mong muốn rằng là đi làm đến Tết Dương này của bác này, để mà mua được cho mình là một con xe đi lại, hay là những lúc mà ốm đau thì có thể có xe để mà đi. Đấy thì chắc là Cương với bà thì cũng có suy nghĩ rằng là về cái khoản ngân hàng, thì hiện tại thì cứ đi làm trước mắt là đóng cái tiền lãi đó, còn cái tiền gốc thì có thể là vài năm nữa mới đủ để mà trả được. Còn là bây giờ thì xin mời các bác là cùng cho lực là uống chè các bác nhé. Chè này thì là cũng được bà là tự đi hái về các bác, nhìn màu vàng cũng khá là đẹp này các bác này. Ồ, làng có tập bảy lần này mà nè. Bạn mà đang nai Học liền thôi. không? Bỏ nai bỏ kho. Anh chồng lại cùng xin phép là đi về thôi các bác. Làm việc nè. Chờ chờ. À. Học liền. À, Liền ăn cần... khó xong đi. Mời mời đây đấy. Thầy à. quên đây chắc ý chỉ bảo của trời bên đó. À, có đây làng lá nhau này. Nãy cái thằng. Sao cô mang đi. Hôm nay cũng đóng nó nhớ. Dạ. Này, cô mất thằng. làng nai cái chứng thì bán bán. À. Đây, củi thì thấy là bà cũng cất vào dưới sàn nhà này thôi cô bác, ở ra, ra kia thì không có chỗ nào để mà để, thành ra là cũng không có để được. Lán mấy bạn tán tâm dân nào. Trên này có cây một cái cây cổ ổi các bác này, khá là xài. Đấy, thì chắc là có lẽ là cái video này thì cũng đâu đó là khá là dài thôi các bác. Chắc là chúng tôi cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác. Và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết cái video. Rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của cháu Lực. Và hẹn quý ông bà của chú anh chị ở cái số tiếp theo trên kênh Bản Em. Và xin chào các bác.